Đại tá Lê Trọng Nghĩa có để lại một cái bản di chúc cho gia đình cũng như đồng thời cho cái thế hệ mai sau. Anh có suy nghĩ gì về bản di chúc của đại tá để lại cho các anh hoặc là chúng tôi những thế hệ đi sau không? Theo tôi được biết ấy, thì ba tôi có biết là di chúc về vấn đề tài sản ấy, thì ông hoàn toàn có gì cả. Nói thực sự là không có một cái gì hết, kể cả tiền bạc, đất đai hay không có. Nhưng có một điều ông để lại chúng tôi là cái sự hy vọng và sự mong muốn một ngày nào đó, cũng như lịch sử, cũng như đất nước này, đã được ông sẽ được minh họa. Và để ông có một cái tâm hồn thanh nhàn nữa, có khi ông nằm xuống, và ông rất hy vọng và có chuyện một ngày không xa, ông sẽ được đứng ngoan và giải quyết vấn đề mà cảm thấy con người ta. Người ta cũng phải không còn gì mà tiếc nuối nữa. Tôi đến phút chót, ông vẫn hy vọng là một ngày nào đó đảng chính phủ nhà nước mới hoàn thành cái bài. Rất là mong là những ngày nó sẽ đến và chúng ta cùng được chứng kiến những cái ngày. Đúng là tôi cũng rất là mong cái ngày đến. Bởi vì ba tôi hàng ngày nhiều khi nói chuyện với nhau thì ông chỉ hy vọng là cái sự đó một ngày không xa, dù là có thể là những năm cuối cùng của đời ông vẫn chưa được, hy vọng đến một ngày nào đó thì ông sẽ được lịch sử minh mạng và văn hoan. Đấy là cái điều của tôi, còn ông không nói được, không phải là ngày hôm nay hay ngày mai, mà cứ hy vọng và mong đợi được một cái sự như thế để cho con người nó sống thanh thản với những người đã hy sinh cái mảnh đất này.